Đây các bạn thấy không, bò bò đỏ hết này thấy không các bạn. Đó, mới một vật ạ, một vật ạ. Một hồ các bạn đỡ khoảng 2-3 lát chuối như này đó là ok nha các bạn. Sau đó nước mà xanh xanh như này rồi á thì các bạn bỏ bò bò giống vô đó. Khi nào thấy bò là nhiều thì các bạn vớt, và các bạn nhớ vớt hết luôn nha các bạn. Cái chuối này á thì nó lên một cái men gì các bạn, bò bò nó men trái cây sao, bò bò nó ăn người nó lớn phát triển rất nhanh, mình thấy nó nhanh hơn là cái phương pháp mà tàu là chuối rồi các bạn. Hai, xin chào các bạn đến với clip tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp nuôi bò bò mới, đó là sử dụng cái trái chuối á các bạn. Phương pháp này thì nó lên bò bò rất là nhiều luôn bạn, đẹp luôn á. Mình tận dụng cái trái chuối này các bạn, cái chuối mà ăn không hết đó các bạn. Khi mà cái chuối này mình xách mỏng á, mình ngâm trong nước thì nó sẽ nở ra và nó ra một cái loại men giống như men trái cây các bạn. Đó, bò bò nó ăn vào thì nó phát triển rất là nhanh luôn các bạn. Cái phương pháp này thì có một bạn đã bình luận ở trên kênh của mình các bạn. Bạn nói mình làm thử đi, nếu thành công thì chia sẻ cho các bạn. Thì mình đã làm thử và thấy nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Thì giờ mình chia sẻ lại cho các bạn cách để chúng ta có thể nuôi bò bò hiệu quả, để mình có thể lấy cái nguồn thức ăn đó để nuôi cá nha các bạn. Bây giờ mình vớt thử nha các bạn. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước rồi. Đó, mình dùng cái vật này mình vớt bò bò nha các bạn. Đây các bạn thấy không, bò bò đỏ hết này thấy không các bạn. Đó, mới một vật ạ, một vật ạ. Thấy không các bạn, đây nó hơi nhiều răng bèo một chút. Đó các bạn thấy không. Đó, bây giờ mình vớt tiếp nữa nha các bạn xem này. Các bạn thấy không, nhiều đây là đủ cho cá mình ăn được các bạn. Đó, hai giọt là đủ rồi. Đó, nó vẫn còn ở dưới đây, bò nằm dưới đây nhiều lắm nha các bạn. Này chút nữa nó mới nổ lên, nó nổ lên mình vớt tiếp. Anh em nhớ cho mình khi mà bò bò nó đã lên dây rồi thì mình anh em vớt cho mình khoảng 70 đến 80% lượng bò bò nha. Đây là bí kíp để nó thành công luôn á nha anh em. Nếu mà anh em đỡ nhiều quá thì con bò bò nó sẽ chết lần và nó làm hư nước vì cái dòng đào của nó có 7 ngày anh em, là nó đẻ xong nó cũng chết à. Thì anh em phải vớt thường xuyên, ngày nào cũng vớt nha anh em. Giờ mình vớt thêm một vật nữa, các em thấy cái chuối không? Vớt một vật nữa nè. Đó, vẫn có bò bò nha anh em. Vớt như vậy được rồi các bạn. Còn nhiều đây đợi cho nó đẻ. Bây giờ mình sẽ ra mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Chuối thì các bạn cứ xách lát mỏng mỏng như thế này nè. Xách cả mỏng mỏng như thế này xong thả xuống rồi xong. Bạn thấy không? Rồi bây giờ mình ra mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha.
nước tạo á các bạn. Đó. Đó, bữa mình có làm một cái hồ nước tảo xanh và một cái hồ nước tảo nâu mà mình phân gà các bạn. Con gà mình đỡ, mình ngâm 3 ngày rồi cái mình đỡ xuống thì không hiểu sao nước tảo nâu thành nước tảo xanh luôn. Nó thành xanh lè xanh lét luôn. Đấy. Ở đây mình nhân ra rất là nhiều này để mình chuẩn bị mình tiếp tục mình nuôi bò nha các bạn. Đó. Cái chỗ nào mà chứa được nước thì mình nuôi hết nha các bạn. Đấy. Đó. Thì rất là dở. Chuối thì các bạn chỉ cần sắc lát mang mỏng như này nè. Đó. Xong các bạn thả vào là xong. Đó, các bạn phơi nắng trong vòng 3 ngày nha các bạn. Đó. Do giờ mình làm một tay thì mình nói cho các bạn hiểu thôi. Đó. Khi các bạn làm thì các bạn xét cỡ một hồ các bạn đỡ khoảng 2-3 lát chuối như này. Đó, là ok nha các bạn. Sau đó nước mà xanh xanh như này rồi á thì các bạn bỏ bò giống vô. Đó. Khi nào thái bò là nhiều thì các bạn vớt, các bạn nhớ vớt hết luôn nha các bạn. Cái chuối này á thì nó lên một cái men gì các bạn. Bò nó men trái cây sao? Bò nó ăn người nó lớn phát triển rất nhanh, mình thấy nó nhanh hơn là cái phương pháp mà tàu là chuối rồi các bạn. Bữa giờ bò cũng lên rất là nhiều các bạn. Đó. Những cái hồ này là mình mới chăm được một bữa nè các bạn. Đó. Còn những cái hồ này á, những cái hồ xanh đậm hơn á thì được 2 bữa nha các bạn. Đó. Ừ. Cái màu các bạn thấy không, màu đây nó đậm hơn nè. Đó, khi mà được 3 bữa mà đậm như thế này nè, đó thì là ok, mình thả bò giống vô đó là ok nha các bạn. Clip của mình đến đây là kết thúc, bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình.